Chào các bác nhé, xin chào các bác. Đây là con Mavic đòn gánh xưa này, được sản xuất giai đoạn 1950 này. Mặc dù là quay lúc 5 rưỡi 6 giờ tối, trời mùa đông nó khá tối, nhưng độ bọc vàng rất còn mới, rất là đẹp. Phần mô tả sẽ mô tả chi tiết bên dưới video, kèm theo thông tin số điện thoại, Zalo, địa chỉ, giá cả rất rõ ràng. Càng trái nhé, càng phải, nó sẽ càng phải 135 này. Giờ đấy phần càng trái này, Mavic Optima này, 135 này. Bây giờ đến phần cầu giữa nhé, Optima 20 micron này. Nguyên zin toàn bộ nhé, độ mới lên trên 90% và 94-95%.